Chào các bạn nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một loài động vật biển rất đặc biệt, đó là sư tử biển. Sư tử biển không chỉ là một trong những loài thú lớn nhất trong đại dương mà còn mang đến nhiều điều thú vị và đặc sắc về cuộc sống và tính cách của chúng. Hãy cùng nhau tìm hiểu về sư tử biển và những điều đặc biệt về loài này nhé. Sư tử biển hay hải sư là một trong những loài động vật quý hiếm, thường xuất hiện tại các khu vực nước sâu thuộc một số vùng biển lạnh và được cho là khá thân thiện với con người. Chúng được gọi là sư tử biển vì tên gọi này phản ánh sự tương đồng trong hình dáng và cách cư xử của chúng so với sư tử thực sự. Chúng là động vật có vú, có đầu lớn, tai nổi bật với hình dáng mạnh mẽ, cơ thể thon dài và vảy lớn màu xanh dương hoặc xám. Đôi vây lớn giúp chúng có thể di chuyển nhanh chóng trong nước, còn cái đuôi dài làm chúng thăng bằng khi bơi. Kích thước của sư tử biển có thể thay đổi tùy theo loài và giới tính, nhưng chúng thường nặng từ vài trăm kg đến vài tấn. Sư tử biển thường di chuyển trên cạn bằng cách bò bằng cả bốn chi hoặc tự kéo bằng tay, và chúng cũng di chuyển mượt mà trong nước. Chúng có lông dày giúp giữ ấm trong nước lạnh. Sống thành đàn, thường tập trung trên các đảo hoặc bãi biển để sinh sản và nuôi con. Sư tử biển là loài ăn thịt, chúng săn mồi bằng cách săn lùng và bắt đuổi các loài cá nhỏ, mực và các loài động vật biển khác. Chúng có răng sắc nhọn và hàm mạnh mẽ để giữ chặt con mồi. Chúng có thể bơi lặn sâu xuống dưới đáy biển để săn mồi hoặc tránh sự săn bắt của các loài thú lớn khác. Sư tử biển nổi tiếng với tiếng sủa lớn, tiếng gầm và các tiếng kêu khác được sử dụng để giao tiếp trong cộng đồng. Sư tử biển và hải cẩu là hai loài động vật biển có ngoại hình tương đối tương đồng, nhưng bạn có thể phân biệt chúng dựa trên một số đặc điểm khác nhau. Sư tử biển thường lớn hơn và có hình dáng thon dài hơn so với hải cẩu. Chúng có đầu lớn, tai nổi bật và thân hình mạnh mẽ với màng tai ngoài rõ ràng, làm cho tai của chúng trở nên nổi bật hơn so với hải cẩu. Sư tử biển có chân lớn, mảnh mạnh và chúng thường di chuyển trên cạn bằng cách bò hoặc tự kéo bằng tay. Sư tử biển thường có lớp lông dày hơn so với hải cẩu để giữ ấm trong nước lạnh và lông thường màu đa dạng, từ màu nâu đến màu xám hoặc đen. Phần đuôi của sư tử biển thường mỏng và có hình dáng giống cánh rơi trong khi đuôi hải cẩu thường có hình tam giác. Sư tử biển đang gặp nguy cơ bị đe dọa do mất môi trường sống tự nhiên và khai thác quá mức. Việc thiết lập các khu vực bảo tồn và quản lý bền vững là rất quan trọng để đảm bảo sự tồn tại của loài này trong tương lai. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về sư tử biển, một loài thú quý hiếm trong thế giới đại dương. Hy vọng rằng các em đã thấy thú vị khi khám phá về cuộc sống của chúng. Hãy tiếp tục đam mê và khám phá thế giới động vật biển xung quanh. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.